khu vực mộ của các cụ này, đi vô đường thực hiện này. Đó, đi vô đường thực hiện thuộc thị trấn Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đường thực hiện là tôi cái này phường mấy? Cái này nó là thị trấn thôi mà, xã thôi. Nó là cái đó, nó gọi là đường thực hiện. Đường thực hiện mà lên phố Bình Thượng. Nó nằm ở phố Bình Thượng. Đường thực hiện hay còn gọi là nằm trên đường phố Thượng Kiệm. Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đấy là lối đi vào rồi. Đi không? Đấy, lối đi vào đây. Đi nào. Đây chứ gọi là phố này. Cái này là ngôi mộ nằm phía bên trái. Bên trái được. Còn nhớ vậy. Nằm ngay cái khu ruộng nữa mà. Dẫn đến cái này, tổ mẫu ông bà, chúng tôi phát tiền rồi, ủng hộ cho con cháu mau tìm thấy mộ của các cụ. Kẹt xe rồi.